Thưa quý vị và các bạn, Căng Bắc Mê tại Hà Giang từng là chốn địa ngục trần gian, là nơi nhiều chiến sĩ cách mạng ngã xuống trong thời kỳ chống Pháp. Trong những ngày tháng 8 lịch sử, khi cả nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, chúng tôi mời quý vị và các bạn ghé thăm Căng Bắc Mê để lắng lại và tự nhủ lòng mình phải nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với lớp lớp tiền nhân. Căng Bắc Mê, di tích lịch sử thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tọa lạc trên sườn núi Rồng, thuộc địa bàn thôn Đồn Điền, xã Yên Cường. Căng Bắc Mê được thực dân Pháp xây dựng trước năm 1938, khi phong trào cách mạng ở Việt Nam phát triển thì thực dân Pháp biến nơi này thành địa điểm giam giữ cán bộ cách mạng. Trong thời gian từ năm 1939 đến năm 1942, thực dân Pháp đã sử dụng Căng Bắc Mê làm nơi giam tù chính trị lúc đông nhất, số lượng tù chính trị bị giam tại đây lên tới gần 300 người, trong đó có các đồng chí Trần Cung, Trần Các, Trần Hiệu, Hoàng Quốc Việt, Xuân Thủy, Nguyên Hồng. À, các hoạt động của các tù chính trị ở đây là bắt cổi xa làm việc và đã có nhiều lần các tù chính trị tổ chức một ngục nhưng mà không thành công do là không thông thạo địa hình, không biết tiếng địa phương và những người này đều bị chúng chưa đuổi bắt lại tra tấn thần bạo và một vài lần tổ chức vượt ngục không thành họ không tổ chức ngục nữa và lúc này để lãnh đạo anh em bị giam dưới trong căng, các đồng chí đã bí mật thành lập một tổ chức đảng do đồng chí Trần Hiệu làm bí thư chi bộ đấu tranh với bọn khai ngục đòi cải thiện chế độ làm việc. Đến năm 1992, Căng Bắc Mê được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia. Điều này không chỉ có ý nghĩa về mặt lịch sử mà còn giáo dục truyền thống yêu nước cho những thế hệ mai sau, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Hà Giang chúng tôi thường xuyên tổ chức các cái hoạt động sinh hoạt tri à, hội cũng như là trên chuyên đề của các cái tri đoàn cũng như là đưa các em thiếu nhi tại các cái trường học trên địa bàn xã đến tổ chức các cái hoạt động để các em được trải nghiệm và tuổi trẻ xã yên cường thì cũng nguyện là à, nêu cao cái tinh thần à, yêu nước ý chí tự lực tự cường sức mạnh khối đoàn kết để à, tiếp tục à, xây dựng phấn đấu à, xây dựng à, quê hương xã yên cường ngày càng giàu đẹp văn minh đến với căng bắc mê du khách chào dâng lòng xúc động bồi hồi, nghe như những âm thanh của lịch sử hàng trăm năm trước vang vọng về. Thấy mình thật nhỏ bé trước những hy sinh của bao lớp lớp những người con yêu nước đã để lại nơi đây. Ai đến đây cũng càng thêm tự hào, thêm khâm phục, biết ơn những tấm gương kháng chiến bất khuất, kiên cường để mang lại độc lập tự do cho đất nước, hạnh phúc của nhân dân hôm nay. Trải qua những biến thiên của lịch sử được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương và ngành chuyên môn, hiện nay Cam Bắc Mê đã được đầu tư tôn tạo khang trang rộng rãi và trở thành địa chỉ đỏ thu hút hàng chục nghìn lượt du khách và nhân dân địa phương đến tham quan tưởng nhớ công ơn của các lớp tiền nhân. Tự nhủ trong lòng mình, mỗi người phải cố gắng phân đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với lớp lớp cha anh đi trước.